quý vị và các bạn, cuộc xung đột Nga-Ukraine lại một lần nữa chứng kiến một bước leo thang mới sau khi Mỹ và 13 nước phương Tây bật đèn xanh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do các nước này cung cấp để tấn công vào lãnh thổ của Nga. Và ngay lập tức thì Moscow cảnh báo rằng Washington sẽ phải đối mặt với những hậu quả tai hại do tính toán sai lầm. Vậy thì vì sao Mỹ lại đang cùng với Anh, Pháp, Đức và một số nước khác dỡ bỏ hạn chế về cách mà Ukraine sử dụng vũ khí do các nước này cung cấp? Và liệu nước cờ này có thành công trong cuộc đối đầu với Nga thông qua chiến sự Ukraine hay không? Để giải mã những câu hỏi này thì bàn tròn thế sự hôm nay có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược của Bộ Công an. Vâng, xin được cảm ơn Thiếu tướng đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Vâng, xin chào biên tập viên Thùy Trang và quý vị khán giả đang theo dõi Nghệ An TV. Thưa Thiếu tướng, thì câu hỏi đầu tiên liên quan đến việc rằng là từ lâu thì chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã luôn kiên định với chính sách là không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ của Nga. Và điều này được hiểu rằng là để tránh cho việc Thế chiến thứ ba xảy ra. Vậy thì tại sao Mỹ lại bất ngờ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ của Nga tại thời điểm này, thưa Thiếu tướng? Vấn đề như đúng như đồng chí là dẫn đấy ạ. Từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi Nga khởi sự chiến dịch quân sự đặc biệt, thì chính quyền Joe Biden đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng là không cung cấp vũ khí hiện đại mà chính quyền Kiev có khả năng bắn sâu vào lãnh thổ Nga. Cái việc này họ kiên trì giữ được từ ngày 24 tháng 2 năm 22 đến ngày 30 tháng 5 vừa rồi. Chính thức ngày 31 tháng 5 2024, chính quyền Joe Biden chính thức tuyên bố là gỡ bỏ một phần hạn chế đối với chính quyền Kiev. Nghĩa là Washington cho phép chính quyền Ukraine dùng vũ khí hiện đại của Mỹ cung cấp để đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Dư luận cho rằng đây là bước ngoặt tạo ra một cái cục diện mới trong cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine. Vấn đề đồng chí nêu ra, tại sao vào lúc này chính quyền Joe Biden lại còn một thay đổi mang tính bước ngoặt như vậy? Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ chính quyền Kiev đã tiến hành cuộc phản công chống lại Nga từ rạng sáng ngày 4 tháng 6 2023 và kết thúc vào cuối năm ngoái. Cuộc phản công của chính quyền Kiev về cơ bản là thất bại. Đây là cái bức tranh khá ảm đạm đối với chính quyền Ukraine năm 2023. Bước vào năm tháng đầu năm 2024 này, cái trên chiến trường Ukraine, Nga liên tục ở thế chủ động phản công và tiêu diệt nhiều sinh lực vũ khí của chính quyền Kiev, mở rộng cái diện tích quản lý. Có thể nói, năm tháng đầu năm 2024 này, quân đội Ukraine thường xuyên bị dồn và thế bị động đối phó và rút lui. Dư luận châu Âu, dư luận Mỹ, dư luận quốc tế cho rằng cái tình cảnh của quân đội Ukraine ở cái trạng thái vào tháng 5 2024 hết sức ngặt nghèo và khó khăn, có nguy cơ bị quân đội Nga đẩy vào đường cùng. Trước một cái bức tranh ảm đạm trên chiến trường như vậy, cái thế tấn công chủ động thuộc về Nga, thế rút lui có cồn và thiệt hại lớn thuộc về chính quyền Kiev. Quan điểm của chính quyền Joe Biden nói riêng, quan điểm của 32 nước thành viên NATO nói chung, họ quyết tâm cho rằng không để Nga thắng trong cuộc chiến này, không để Ukraine thất bại. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch của Washington, Brussels. Dứt khoát không để Nga thắng, không để Ukraine thất bại. Và như vậy thì buộc lòng họ phải thay đổi nhận thức, quan điểm và cách thức hỗ trợ cho Ukraine. Và một trong những vấn đề hai năm nay chính quyền Joe Biden cân nhắc là
yêu cầu chính quyền Kiev không được dùng vũ khí tầm xa của Mỹ và NATO cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Nhưng trong bối cảnh trên chiến trường Ukraine, chính quyền Ukraine ở vào thế có cùng bị động đối phó và trước nguy cơ có khả năng bị quân đội Nga tấn công, tiêu diệt, thất bại. Đấy là cái bối cảnh của 2024. Kiên quyết không để Ukraine thất bại, không cho phép Nga thắng. Nên nhớ rằng trong bộ tham mưu chiến đấu quân đội Ukraine này có sĩ quan tham mưu của Mỹ, sĩ quan tham mưu của Anh, của Pháp, của Đức và nhiều nước thành viên NATO châu Âu. Họ đang tính kế cho quân đội Kiev. Một lực lượng thứ hai là những sĩ quan kỹ thuật đang hướng dẫn quân đội Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây. Như vậy, vấn đề mình nêu ra là tại sao chính quyền Joe Biden lại có một cái quyết định mang tính bước ngoặt vào lúc này, là vì cái tình cảnh của chính quyền Ukraine nói chung, tình cảnh của quân đội Ukraine trên chiến trường nói riêng, ở vào lúc hết sức khó khăn ngặt nghèo, mà có nguy cơ thất bại và thua Nga. Vâng ạ. Vậy còn vấn đề hiện tại là phương Tây thì vừa muốn giúp Ukraine tự vệ và cũng vừa muốn là tránh bị lôi vào vòng xoáy của chiến tranh. Vậy thì việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí đã được cung cấp để tấn công vào lãnh thổ của Nga thì có nhận được sự đồng thuận trong cả khối quân sự NATO hay không, hay là chỉ một số nước trong khối, thưa Thiếu tướng? Vấn đề đồng chí nêu ra thì tôi xin thưa, đi đầu trong cái việc hô hào yêu cầu cho phép Ukraine sử dụng vũ khí hiện đại của các nước NATO tấn công lãnh thổ Nga, đi đầu đấy là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ngày 26 tháng 2 năm 2024 này, Tổng thống Pháp Macron đã có phát biểu nổi tiếng yêu cầu các nước châu Âu thành viên NATO có thể đưa quân đến Ukraine, chiến đấu bên cạnh quân đội Ukraine, chiến đấu trực diện chống Nga. Và sau đấy ông ta còn nhiều lần kêu gọi là cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí của NATO cung cấp để bắn vào lãnh thổ Nga. Việc này được nhiều nước NATO châu Âu ủng hộ, có lẽ sáu Pháp là Anh và tiếp tục là Ba Lan, cả nước Baltic và một số nước Bắc Âu. Nhưng ngay trong 32 nước thành viên NATO, một số quốc gia châu Âu cũng cực lực phản đối cái việc đưa quân đến chiến đấu chống Nga trên lãnh thổ Ukraine. Họ cũng phản đối cái việc cho phép quân đội Ukraine dùng vũ khí của NATO cung cấp để bắn vào lãnh thổ Nga. Điển hình nhất, đây là Thủ tướng Hungary. Thủ tướng Hungary đã nhiều lần nhắc rằng nếu cho phép chính quyền Kiev sử dụng vũ khí của NATO cung cấp tấn công vào lãnh thổ Nga thì có khả năng xảy ra một cuộc chiến trực diện giữa Nga với NATO, và nguy cơ đầu tiên là cả châu Âu bị hủy diệt. Người đưa ra cảnh cáo đánh kẹp việc này chính là Thủ tướng Hungary Orbán. Ông ta nhiều lần nhắc lại rằng không được cho phép quân đội Ukraine dùng vũ khí của NATO đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Cái việc này chỉ kích động Nga khơi mào trong cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Và cái nước, các quốc gia châu Âu là người đầu tiên bị chịu hủy diệt, chứ không phải Hoa Kỳ, có thể nói như vậy. Cho nên vấn đề cho quân đội Ukraine sử dụng vũ khí của NATO tấn công sâu vào lãnh thổ Nga cũng không có sự đồng thuận của 32 nước thành viên NATO đâu. Đến giờ phút này có 13 nước đồng thuận. Nhiều nước khác không đồng thuận nhưng họ không phát biểu. Vậy thì được biết rằng là Tổng thống Putin từng cảnh báo những nước nào mà cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công vào lãnh thổ của Nga thì sẽ nhận lại những hậu quả tai hại vô lường. Vậy thì những hậu quả tai hại vô lường ở đây được hiểu là gì, thưa Thiếu tướng? Về vấn đề này thì
Tôi xin nhắc lại ý kiến của Tổng thống Nga Putin. Ông ta đã nói rõ ràng thế này. Khi cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, đại diện cho cường lực NATO nên nhận thức được họ đang chơi trò gì. Nga đang theo dõi chặt chẽ kế hoạch của phương Tây. Tôi xin nhắc lại ý kiến của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Medvedev. Phương Tây đã mắc sai lầm chết người nếu họ nghĩ Nga không sẵn sàng sử dụng vũ khí chiến thuật chống lại Ukraine. Ông cũng nói về khả năng tấn công các quốc gia thù địch bằng vũ khí hạt nhân chiến lược. Tôi xin lưu ý có 4 trường hợp Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Cái trường hợp thứ tư, trường hợp cuối cùng là gì? Khi đối thủ không sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Nga mà sử dụng vũ khí thông thường tấn công vào các trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh quan trọng của Nga. Ví dụ, nếu chính quyền Zelensky dùng F-16 của Mỹ phương Tây cung cấp đánh thẳng vào Điện Kremlin, đánh thẳng vào các trung tâm kinh tế, chính trị, quốc phòng quan trọng của Nga, trong trường hợp ấy, Nga sẽ kích hoạt sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để đối phó lại với chính quyền Kiev. Nga đã tổ chức tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật. Đấy là bước chuẩn bị thực sự. Người Nga không nói đùa, họ không hù dọa. Nhưng khi mà cái lợi ích sát sườn cốt lõi về mặt chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế của Nga bị đe dọa, bị xâm phạm, chắc chắn họ sẽ dùng vũ khí để chiến thuật. Cái điều này là chắc chắn sẽ diễn ra. Vâng ạ. Vậy thì theo như Thiếu tướng phân tích thì quyết định của Mỹ đã đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc chiến Nga-Ukraine. Vậy thì bước thay đổi này có thể tạo ra tác động đủ lớn trên chiến trường không? Và liệu Ukraine có thể đảo ngược tình thế nếu dùng vũ khí của Mỹ để tấn công Nga hay không, thưa Thiếu tướng? Tôi xin thưa là các bạn thế này. Cái vấn đề thứ nhất, tôi tin rằng chính quyền Zelensky sớm muộn cũng sẽ dùng vũ khí hiện đại của Mỹ và NATO cung cấp để tấn công vào sâu vào lãnh thổ Nga. Cái điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Còn xảy ra vào thời gian nào, tại địa điểm nào, có tấn công vào Điện Kremlin, tấn công vào cái trung tâm công nghiệp quốc phòng, trung tâm kinh tế của Nga không, thì chúng ta còn phải chờ xem. Kế hoạch này là tuyệt mật đối với chính quyền Zelensky. Nhưng mà tôi tin chắc chắn chính quyền Zelensky sẽ dùng cái vũ khí hiện đại của Mỹ và NATO để tấn công vào lãnh thổ Nga. Cái điều này là có thể nói được như vậy. Còn cái vấn đề với cái vũ khí của Mỹ phương Tây cung cấp và tấn công Nga có thay đổi cục diện chiến trường không, thì tôi tin không thay đổi được. Là vì thế này, vũ khí hết sức quan trọng. Trong nhiều trường hợp, có lúc, có nơi mang tính quyết định thành bại trong cuộc chiến. Nhưng yếu tố con người thường xuyên là yếu tố có tính quyết định thành bại trong chiến tranh. Và vì thế, cho dù được nhận thêm nhiều loại vũ khí hiện đại của Mỹ và NATO, với cái bối cảnh hiện nay, với cái bộ tham mưu chiến đấu của Ukraine hiện nay, với cái đội ngũ binh lính của Ukraine hiện nay, tôi không tin Ukraine còn có thể lật ngược thế cờ trên chiến trường, có thể đảo lộn cục diện chiến trường hiện nay. Vấn đề có thể xảy ra là làm khó khăn cho Nga nhiều hơn. Nga gặp nhiều khó khăn hơn và chắc chắn họ sẽ phản ứng dữ dội hơn. Và cái việc cung cấp vũ khí hiện đại và cho phép chính quyền Kiev tấn công vào lãnh thổ Nga, cái kết quả cuối cùng chỉ đổ thêm xương máu thôi, chứ không thể thay đổi được cục diện chiến trường ở mặt trận trên lãnh thổ Ukraine. Cái điều này tôi nghĩ rất ít, nếu không muốn nói là không thể xảy ra. Chắc chắn Nga phải đối phó, Nga gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng họ đã từng có kinh nghiệm trong 27 tháng vừa rồi.
Chắc chắn Nga có cách đối phó với vũ khí hiện đại của Mỹ phương Tây. Họ đã làm, đang làm và họ vượt qua. Vậy thì được biết rằng là các nước NATO đang cân nhắc việc điều quân đến Ukraine để trực tiếp chiến đấu với quân đội Nga. Và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 26 tháng 2 cũng đã đề cập đến khả năng này. Vậy thì theo Thiếu tướng thì khả năng này có thể diễn ra như là Tổng thống Pháp đã tuyên bố hay không, thưa Thiếu tướng? Về vấn đề nêu ra, tôi thấy đồng chí nêu ra đúng đấy. Ngày 26 tháng 2 năm 24, trong một cái diễn đàn quốc tế thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố rằng khả năng châu Âu, khả năng NATO không nên loại trừ khả năng đưa quân vào sát cạnh cùng quân đội Nga để chống Nga. Riêng cái tuyên bố này, ông ta nhắc lại đến giờ phút này từ 26 tháng 2 bây giờ ông ta nhắc lại 12 lần trong cái diễn đàn quốc tế rồi đấy. Một số nước thành viên NATO ủng hộ quan điểm này. Tôi xin nhắc lại, đứng đầu là Anh, Vương quốc Anh, tiếp đến là Ba Lan, ba nước Baltic và một số nước khác. Quan điểm trong nội bộ NATO rất khác nhau về vấn đề này. Tôi nói rằng hai quốc gia trụ cột của châu Âu hiện nay là Pháp và Đức là khác nhau lắm. Tổng thống Macron yêu cầu đưa quân đến bên cạnh chiến đấu cùng chiến hào với quân đội Ukraine chống Nga, và thực tế họ đưa quân rồi, có thể nói như vậy. Nhưng Thủ tướng Đức Olaf Scholz rất là ngài đưa quân đến đây, và Đức cũng đã có lần tuyên bố rằng cái việc này phải cân nhắc cẩn thận, không thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga với NATO được. Nhưng đến giờ phút này thì rõ ràng Đức có thay đổi quan điểm, nhưng ở mức độ thấp thôi. Đức về cơ bản cũng không đồng tình đưa quân đến đối đầu trực diện với Nga trên chiến đường Ukraine, có thể nói như vậy. Đối với Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden đã nói rằng ông không muốn chịu trách nhiệm về việc khơi mào Thế chiến thứ ba. Mỹ không mong muốn xảy ra xung đột với Nga, một cường quốc hạt nhân. Đây là quan điểm nhất quán của chính quyền Joe Biden trong 27 tháng vừa rồi. Và tôi tin rằng sắp tới đây, chính quyền riêng vấn đề này, chính quyền Joe Biden vẫn kiên trì quan điểm không đưa quân Mỹ đến chiến đấu chống Nga trên chiến trường Ukraine. Họ chỉ làm cung cấp vũ khí, đưa sĩ quan đến hướng dẫn binh lính Ukraine sử dụng vũ khí. Họ cung cấp thông tin tình báo vào. Hiện nay có 100 cái vệ tinh tình báo của Mỹ thường xuyên cung cấp thông tin tình báo cho quân đội Ukraine. Họ làm mọi cách, nhưng việc đưa quân, lực lượng chiến đấu trực tiếp cùng với quân đội Ukraine để chống Nga trên chiến trường Ukraine thì Mỹ, tôi tin rằng chính quyền Joe Biden họ không làm. Và cái việc như đồng chí nêu ra, ý kiến của Tổng thống Macron là phải tính đến cái chuyện khả năng các nước NATO phải đưa quân vào Ukraine sát cánh cùng với quân đội này để chống Nga. Đến giờ phút này hết sức phân tán và chia rẽ trong một nước NATO. Nhưng tôi xin lưu ý các bạn, sắp tới còn nhiều thay đổi, và khi Ukraine ở trạng thái nguy cấp, nếu trạng thái bước ngoặt nguy cấp, thì tôi tin rằng cả Hoa Kỳ và một số nước châu Âu họ cũng sẵn sàng thay đổi quan điểm. Chứ đừng nghĩ rằng cái quan điểm không đưa quân đến chiến đấu chống Nga ở Ukraine nó tồn tại vĩnh viễn, không có đâu. Một cái vạch đỏ họ vạch ra là không được để cho Nga thắng, không để cho Ukraine thất bại. Và như vậy thì họ sẵn sàng làm mọi chuyện để thực hiện cái điều này thôi ạ. Chứ tôi nói đến giờ phút này thì Mỹ là hoàn toàn không muốn đưa quân đến chiến đấu chống Nga trực tiếp. Đấy là ngày hôm nay thôi ạ. Giả sử thời gian tới đây mà Ukraine ở cái thế còn tệ hại hơn bây giờ nữa, có cái cơ thất bại, thì cái quyết định của Tổng thống Biden có khả năng thay đổi. Vâng ạ, xin được cảm ơn Thiếu tướng về những dự đoán và phân tích bình luận rất sâu sắc vừa rồi ạ.
Thưa quý vị và các bạn, xung đột Nga-Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022 là cuộc xung đột lớn nhất và kéo dài nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đến nay. Và việc tìm kiếm một lộ trình phù hợp để các bên xung đột đều có thể chấp nhận được là điều không hề dễ dàng. Dù đây là điều mà cộng đồng quốc tế cũng như là người dân hai nước Nga-Ukraine đều trông đợi để có thể lập lại một nền hòa bình bền vững. Và đến đây thì chương trình Bàn tròn Thế sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang web truyền hình nghệan.vn hoặc kênh YouTube Nghệ An TV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.